Oyoni. Ya angin apa? Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Passport. Ok, chào các bạn, mình tên Cyril. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng KK Vlog Cuộc Sống Ngoài Châu Phi. Như mọi người cũng biết rồi đấy, mình cũng đang là tổ chức một club học ở trong nhà văn hóa đấy cho các em nhỏ là để xóa mù chữ đấy mọi người nhé. Vì các em nhỏ trong bản là không được đi học, chưa bao giờ được đi học, nên là nhân tiền có cái nhà văn hóa xóm mới, nhà văn hóa thôn mới đấy, mình cùng là muốn tổ chức một cái lớp học cho các em. Đấy thì hôm nay là đầu năm học thì mình muốn là đồng viên các em một tí, là có một chút quà nhỏ nhỏ là quần áo và cũng như là giày dép. Đấy, đầu năm học mới là phải có đồ mới mọi người nhé. Và hôm nay thì chỉ có quần áo và giày, quần áo mới. Dạ. Con qua nhà scola nè, tên fica bonito así. Sì. Chinelo, roba nè. Sì. Dạ, hoy otro sia ahí para tu alumno. Roba nuevo, chinelo. Đấy, mình có một xe đây mọi người nhé, quần áo và giày dép toàn đồ mới đấy, rất là nhiều ở trong này cả thôi. Thì bây giờ sẽ đưa xuống tặng cho các em, thì cũng đang chờ thầy giáo làm việc bên kia một tí đây các bạn này. Mình cũng bất ngờ về số lượng các em học sinh luôn đây. Đấy, là có gần 300 em học sinh mọi người ạ. Đây là những em lớn thôi, còn những em bé như bên này đây. Đây là những em bé bên này ngồi thế này là chưa đi học được mọi người. Đây, bên này toàn em lớn này. Đây. Đây này, thầy giáo thì cũng đang làm việc đây. Đấy, thầy giáo đang làm việc, để cho thầy giáo làm việc. Đấy, còn bên này là đấy, nhưng em lớn thế này mọi người nhé, vẫn đang bây giờ mới được đi học đấy. Đây, bên này đây, đây các em lớn, em bên này cùng em lớn này, đúng 18, 19 tuổi bây giờ mới được đi học. Bên này đây là các em trai quay cái này baby. Đấy, các em lớn bây giờ cũng muốn xếp hàng đi học mọi người ạ. Nói chung là nói đến việc đi học chữ đấy thì các em cũng rất là mong muốn biết được cái chữ, cũng như là các cái phép tính toán ấy. Bây giờ người ta hỏi tính toán phép tính như thế nào không biết thì cùng ngài đấy. Đấy là bên này là các em lớn thì cũng rất nhiều này. Đấy, các em lớn. Và bên này thì các em nhỏ bên này. Các em bên này thì là 8, 9, 10 tuổi, 11 tuổi bên này. Rất là nhiều. Đây. Đấy. Rất là đông các em luôn. Đấy, hôm nay cũng có đấy anh đây là anh thư ký của bác trưởng thôn mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, cùng đến là cùng thầy giáo bác trưởng thôn là cùng làm nhiệm vụ ở lớp học. Đấy, như bên này là những em này là bé mọi người nhé. Là mình chưa cho đi học đâu, chưa học được. Sáng năm hoặc sáng năm sau nữa thì sẽ bắt đầu đi học. Đấy, bây giờ tuổi những em lớn lớn tỉ chứ những em bé quá đấy, đi đến khó học lắm. Đấy, để cho thầy giáo xong việc một tí bắt đầu sẽ phạt quần áo và giày dép mới. Ôi trời nặng lên rồi. Professor Tom. Teacher. Các em lớn này nhỉ, tụi đùm nhiều lắm các bạn ạ. Ê, chà. Đây, các em không có việc gì nhờ thì chỉ có nhờ cả thôi. Chà, thế là xui rồi. Thì cũng chỉ vậy thôi, như ở Việt Nam mình ngày xưa đang bé cũng như này. Cũng cứ chơi cả thế này. Ê, sau này các em lớn cũng rất nhiều. Dạ. Yeah. Ya está terminado, ¿no? Sí, sí, está terminado. Okay. Okay. Ya, hoy yo trouxe un poco, ok. Si la nuevo, también ropa nuevo para todo el alumno está aquí no letra. Sí, está bien. Sí. Ahora vamos a hablar con todo el alumno, ¿ya? Sí. A nuestra excelencia, señor Kaká, trouxe-nos alguns donativos para nos dar. Estão a perceber? Estamos. Então, vocês não agradecem? Então, como é que se agradece? Yeah.
Đấy, thì bây giờ cũng không thể vào được trong mọi người nhé, vì là số lượng quá đông, mà cái số lượng học các em học sinh đông như thế này là mình sẽ chia ra nhiều lớp đấy, 4 đến 5 lớp đấy học, chứ không phải là học một lớp như thế này mọi người nhé, chia theo lứa tuổi đấy. Lớn sẽ học cùng một lớp với em lớn và các em bé sẽ học cùng với các lớp cùng với các em bé. Bây giờ từng này mà vào ở trong nhà văn hóa thì là không đủ chỗ ngồi đâu. Thì bây giờ cùng như phạt quần áo giày dép mới, chắc là phải tìm một cái bóng cây nào đây là sẽ phạt cho các em ở đây. Chứ ở đây là nặng quá về các em ốm đấy. Dạ mai về luôn. Ok, agora fala tudo aluno vai ficar lá na sombra, vai entregar lá. Aqui mesmo não aquele pau aí. Nãy phải đây cho cái bóng mát mọi người ạ. Chứ đây nặng quá. Não aonde? Na sombra. Lá na sombra. Viu? Já pega. Aí você deixa a casa. Đấy mọi người ạ, thì ở ngoài kia cũng là gió nặng quá, mà vào ở trong thì là người sẽ đóng quá, nên là phải tìm cái chỗ bóng cây này cho mát mọi người nhé, chứ đừng ở giờ nặng cũng không được. Thì đấy là tất cả số quần áo và giày dép mình mua đấy là cùng 300 đôi đấy, gần 300 đôi dép cũng như là quần áo thì nhiều lắm. Quần áo đây cùng 300 đấy, từ mỗi túi thế này là có một bộ, là một em sẽ là một đôi dép thế này. Đấy, và một bộ quần áo để năm mới đi học. Đấy. Dạ. Tá dando aluno é assim, já? Tá bom, né? Dạ. Agora assim. Um aluno, uma assim. Tá bom. Uma roupa assim, calça com camisa, um chinelo. Đấy, các em là sang được bên này rồi. Đấy. Đây là xếp hàng ngay ngắn đây các bạn nhé mọi người ạ. Đây là xếp hàng cái này là để thẳng đi đây. Đấy, ở đây máy có cái bóng cây này nó mát đứng trong này.
Đấy thì bây giờ sẽ để thầy giáo gọi tên các em lên để lại để cùng nhớ chọn cái bộ đồ vừa phù hợp cho các em ấy, mọi người ạ. Nói chung bây giờ cái khâu chỗ này thì nó cũng mất rất nhiều thời gian, thì cũng để cho các em chọn mặc quần áo xong bắt đầu sẽ tiếp tục là những cái chương trình khác mọi người nhé. Dạ. Agora vamos chamar nome, vamos aqui ver qual vai fit bem aí, ya. O outro vai grande ou pequeno não dá, né? Dạ. Agora começa aí chamar já. Đấy, nói chung số lượng em nhỏ là đông quá mọi người nhá. Đấy, các em học sinh là đông rồi, gần 300 em đấy. Thì nói chung là đấy, thầy giáo cũng như ban xóa là đang ở bên kia. Thầy cũng đang lựa chọn quần áo cho các em cũng như là những đôi dép vừa ý về các em cũng như bộ bộ quần áo. Còn ở bên này đây các em là mặc vào đây thôi. Đấy, các em nó mặc đấy cả rất đẹp bên đây. Yeah. Đấy, em nó mặc cũng đẹp quần mới. Áo mới, dẹp mới, đây. Tất cả đều dẹp quần áo mới đây các mọi người. Đấy, nào đâu năm mới đi học mà, nó phải có. Nhưng mà cái số lượng em nhỏ cũng đông quá nên cũng phải làm từ từ. Đấy. Bên kia. Chúng đang đứng bên kia là để gọi tên từng em vào là để cho những cái bộ quần áo phù hợp cùng với đôi dẹp nó vừa ý đấy, nhưng không nhờ đâu nó to quá hoặc là bé quá đấy. Dạ, mấy mình. Thì bây giờ cũng để cho mọi người cùng làm ấy, chứ về cái vấn đề này là cũng mất rất là nhiều thời gian nên là cùng mình cũng không thể ở đây mãi được đấy, bây giờ cũng phải về đi sáng tạo bản bản khác để làm nông nghiệp mọi người nhé. Đấy chứ cùng đấy là có bác trưởng thôn thôi. Dạ mai về xin lỗi là ai nào cả bạn ấy otro a trong mai về vài vị còn đâu là vài cùng từ ngoài và ta ba đấy, từ vài làm từ từ đến chiều đến tối là sẵn sàng mọi người nhé. Thế mình bây giờ ở đây chơi là sẽ không được. Đấy, yeah. Tên trabalho. Tôi trabalho. Thì bây giờ mình cũng sẽ đi công việc các bạn nhé. Đấy, để có cho bác trưởng thôn là sắp xếp vào lo ở đấy. Đấy thì hôm nay là cùng bắt đầu cho các em được vào năm học đầu tiên trong đời đấy. Là cùng mua thay mặt mạnh thường quân. Đấy là gia đình cô Thưa đang sống ở tại Canada là có gửi đến toàn bộ đôi giày dẹp mới cũng như là quần áo mới cho các em học sinh để được vào đầu năm học mới. Và mình cũng xin cảm ơn đến mạnh thường quân và nhà hảo tâm của Việt Nam mình nữa cũng có gửi đến nhiều món quà rất là ý nghĩa cho các em nhỏ bên núi Châu Phi. Đấy thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog cuộc sống của Châu Phi để ủng hộ mình nha. Cùng một like chào các bạn. Đấy, ngồi cho nó mát mọi người, chứ đừng nó cũng nặng mà. Yeah.